Uống mật ong vào 4 thời điểm này mỗi ngày, bách bệnh tiêu tan, sạch gan thận và tiêu diệt tế bào ung thư. Bà con thân mến, mật ong là tặng phẩm của thiên nhiên cho sức khỏe và sắc đẹp của con người. Nếu như bà con chăm chỉ sử dụng mật ong thường xuyên, sẽ thấy da dẻ hồng hào, ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc. Mật ong cũng giúp giảm đau họng và cảm cúm, điều trị các vấn đề về bệnh tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đặc biệt, trong mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, sẽ giúp tiêu diệt các gốc tự do gây ra bởi tia tử ngoại hay quá trình lão hóa của cơ thể. Vậy nên, việc sử dụng mật ong thoa lên da sẽ giúp bà con chống lại tác hại của tia cực tím và đẩy lùi các nếp nhăn. Các axit amin trong mật ong cũng có tác dụng giúp da của chúng ta duy trì độ ẩm cần thiết, làm chậm quá trình lão hóa. Chính vì mật ong chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên tùy vào từng thời điểm mà sẽ đem lại lợi ích sức khỏe khác nhau. Dưới đây sẽ là 4 thời điểm bà con nên uống mật ong để cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh. Đầu tiên là uống mật ong vào lúc sáng sớm. Đây là thời điểm cơ thể bắt đầu hoạt động sau một đêm dài nghỉ ngơi. Do đó, việc uống mật ong vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể hấp thụ năng lượng một cách tốt hơn, từ đó tăng năng lượng cho ngày mới và duy trì hoạt động của cơ thể một cách hiệu quả hơn. Một ly mật ong và nước ấm hoặc pha cùng chanh, gừng vào buổi sáng sớm sẽ giúp làm sạch da, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ các chất thải. Hình thành được thói quen như vậy sẽ giúp cơ thể luôn được làm sạch một cách kịp thời. Điều đó sẽ giúp bà con hạn chế được các vi khuẩn gây nên bệnh trong người. Với người cao tuổi, việc uống mật ong vào mỗi buổi sáng sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột và đại tiện được dễ dàng hơn, đồng thời ngăn chặn những loại bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Đặc biệt là những người bị bệnh dạ dày hay là trào ngược thực quản thì cũng nên uống vào thời điểm này để chữa bệnh một cách tốt nhất. Do đó, bà con hãy cố gắng duy trì thói quen này để nâng cao sức khỏe, sắc đẹp, giúp cơ thể luôn ở trạng thái tràn đầy năng lượng tích cực. Thứ hai là uống mật ong sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ. Mật ong có tác dụng điều tiết chức năng tiêu hóa, khiến dạ dày tiết axit nhiều hơn bình thường. Sau khi ăn, đặc biệt là sau khi ăn no, chức năng tiêu hóa của dạ dày dễ bị suy giảm. Đi tiểu tiện hay là đại tiện cũng rất khó. Một ly mật ong có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày một cách bình thường, rút ngắn thời gian đại tiện một cách đáng kể, khiến bà con có cảm giác nhẹ bụng hơn. Như vậy cũng giúp bà con hạn chế bớt được những tác động xấu của các bữa ăn tối quá đà. Bên cạnh đó thì bà con cũng nên uống mật ong 30 phút trước bữa ăn để ngăn chặn axit dạ dày. Mật ong có thể đóng một vai trò điều tiết hoạt động của axit dạ dày. Trước bữa ăn khoảng nửa giờ, uống một ly mật ong có thể ức chế sự điều tiết của axit dạ dày, do đó làm giảm kích thích niêm mạc dạ dày. Đối với những người bị viêm loét dạ dày thì khi uống một ly mật ong ấm vào mỗi ngày, sau một thời gian, tình trạng viêm sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí là còn khỏi hẳn. Thứ ba là uống mật ong vào buổi chiều. Vào buổi chiều là khoảng thời gian giao thoa giữa bữa trưa và bữa tối. Đây cũng là thời điểm mà cơ thể cảm thấy mệt mỏi và đòi tiêu thụ năng lượng rất lớn. Lúc này thì cơ thể đang ở trạng thái khá đói. Vì thế, việc uống một ly mật ong hay sữa mật ong vào buổi chiều cũng sẽ giúp bổ sung năng lượng, nhờ đó mà hạn chế việc ăn vặt hay là ăn thêm bữa có khả năng gây ra một số bệnh như là tăng cân. Đồng thời thì sẽ xóa đi sự hỗn loạn của não bộ, giúp tinh thần của chúng ta được tỉnh táo, minh mẫn hơn. Các chất đường trong mật ong được cơ thể hấp thụ một cách rất nhanh, cải thiện được tình trạng dinh dưỡng trong máu. Một cốc nước mật ong đúng lúc sẽ giúp bổ sung năng lượng và là nền tảng để cung cấp cho các hoạt động của 2 đến 3 giờ tiếp theo. Đặc biệt đối với những vận động viên hay những người hoạt động thể chất vào buổi chiều với cường độ cao thì uống một cốc nước mật ong trước hoặc là sau khi làm việc căng thẳng cũng rất hữu ích. Thứ tư là uống mật ong trước khi đi ngủ. Người Trung Quốc có câu nước mỗi buổi sáng, nước mật ong vào mỗi buổi tối. Câu đó có nghĩa là nước muối uống vào lúc đói khi dậy sớm mỗi ngày, mỗi đêm trước khi đi ngủ thì hãy uống một nước mật ong. Mật ong, đường, vitamin có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ và không có tác dụng phụ. Một cốc nước mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bà con giảm bớt tình trạng căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ của bà con. Ngoài các thời điểm kể trên thì bà con cũng nên uống mật ong vào trước và sau khi tập luyện.
Mật ong là một nguồn cung cấp carbon hydrate và năng lượng tự nhiên cho cơ thể. Trước khi bắt đầu tập luyện, việc nạp vài muỗng mật ong có thể giúp các dinh dưỡng trong chế phẩm này giải phóng từ từ và chuyển hóa đến các tế bào sản xuất năng lượng của cơ thể. Dòng năng lượng này sẽ giúp bà con luôn ổn định trong quá trình tập luyện và trì hoãn sự mệt mỏi. Sau mỗi buổi tập luyện hiệu quả và thấy kiệt sức, mọi người nên uống một thìa mật ong để khắc chế nhanh chóng tình trạng cảm giác mệt mỏi. Các dưỡng chất trong sản phẩm này sẽ tiếp nhiên liệu cho các tế bào và giảm tình trạng đau nhức cơ bắp. Khi bị ho, cảm lạnh, cảm cúm, bà con cũng nên sử dụng mật ong và hạn chế sử dụng thuốc Tây y. Mật ong chứa hàm lượng lớn các chất kháng viêm và kháng khuẩn, được coi là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên tốt nhất giúp ngăn ngừa các virus, vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời thì mật ong cũng có tác dụng làm ấm và làm dịu cổ họng, làm giảm cảm giác ho, đau họng, long đờm rất hiệu quả. Mật ong thường được sử dụng để điều trị các bệnh về ho và cảm lạnh tại nhà, do chúng có đặc tính kháng khuẩn mạnh, giúp giảm đau họng và làm dịu cơn ho. Để sử dụng mật ong đạt hiệu quả tốt nhất, bà con nên lưu ý tới cách sử dụng và tránh sử dụng mật ong sai phương pháp. Dưới đây sẽ là một vài lưu ý để sử dụng mật ong một cách hiệu quả mà bà con có thể tham khảo. Bà con nên sử dụng mật ong vào thời gian vàng, thời gian mà cơ thể hấp thu năng lượng một cách tốt nhất. Không nên pha mật ong với nước quá nóng hay là quá lạnh, bởi vì như vậy sẽ rất dễ phá hủy các hợp chất enzyme có trong mật ong. Chỉ nên pha mật ong với nước ấm trong khoảng 30 đến 45 độ. Nên uống mật ong khoảng 2 lần một ngày, mỗi lần khoảng 2 đến 3 muỗng để mang lại công dụng một cách tốt nhất. Đặc biệt, hãy cố gắng duy trì thói quen uống mật ong mỗi ngày để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Khi bảo quản mật ong, bà con không nên bảo quản mật ong trong hộp đựng làm bằng kim loại, bởi vì như vậy sẽ rất dễ gây ra oxy hóa. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp bà con có thêm được những kiến thức về mật ong cũng như nắm được các thời điểm uống mật ong hiệu quả nhất. Đặc biệt, bà con hãy lưu ý đến cách sử dụng để phát huy hết công năng của mật ong qua từng thời điểm bà con nhé. An tâm sống khỏe, cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.